cảm ơn giọng ca của cô Ánh Tuyết. Thưa quý vị và các bạn, từ trong những cơn lạc lũ của lịch sử con người, dân tộc Việt Nam luôn phải được vượt qua những biến động nhức nhối. Một dân tộc chỉ có thể phát triển khi từng người dân luôn đau đáu trước sự sinh tử tồn vong của dân tộc mình. Một đất nước chỉ có thể thăng hoa khi mà tinh thần quốc gia luôn cháy sáng. Để tiếp nối chương trình sẽ là điệu nhảy dân vũ, vũ điệu mùa xuân Dậy Mà Đi do Hội Phụ Nữ Khu Khu Thúng thể hiện. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.